Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đến với phần cập nhật tin tức bóng đá trưa ngày hôm nay mùng 5 tháng 10. Trong bản tin này xin gửi tới quý vị và các bạn những tin tức chính sau đây. Tuyển thủ Malaysia đỗ lưới Việt Nam, cập bến Bồ Đào Nha. Vân Lâm nhận tin không vui sau sự cố nghiêm trọng. Thầy cũ hết lời khen ngợi Công Phượng, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Tuyển thủ Malaysia đỗ lưới Việt Nam đến Bồ Đào Nha. Cầu thủ chạy cánh Savagirasit đã có mặt tại Bồ Đào Nha, trở thành tuyển thủ thứ hai của Malaysia khoác áo câu lạc bộ Forti Monense SC tranh tài ở giải Primera Liga. Savagirasit không xa lạ với các cổ động viên Việt Nam, chính anh là người từng ghi bàn thắng vào lưới thủ môn Đặng Văn Lâm, giúp cho Malaysia hòa tuyển Việt Nam hai đều trong trận lượt đi chung kết AFF Cup 2018, giải đấu mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo lần thứ hai vô địch Đông Nam Á. Mặc dù năm nay mới 23 tuổi, nhưng ngôi sao bóng đá của Malaysia đã giành được 4 chức vô địch Super League kể từ khi anh gia nhập câu lạc bộ Johor Darul Tazim vào năm 2017. Theo bản hợp đồng đã ký với câu lạc bộ Bồ Đào Nha, thì câu lạc bộ của Bồ Đào Nha cho phép mượn Savagirasit một mùa giải. Dự kiến là Savagirasit sẽ đến Porto trước khi kỳ chuyển nhượng bóng đá tại châu Âu chính thức đóng cửa. Nắm bắt cơ hội ngàn vàng để mở rộng sự nghiệp, Savagirasit bộc bạch: "Tôi rất hãnh diện vì sự kiện này chỉ mở ra một lần trong đời, đó là trải nghiệm tuyệt vời, không thể mua được bằng tiền và tôi luôn ghi nhớ lần chuyển nhượng trong suốt cuộc đời mình. Mục tiêu của tôi là chứng minh khả năng của mình và giành được suất đá chính trong đội hình chính của câu lạc bộ Forti Monense." Tại Malaysia, anh hai lần nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm 2018 và 2019, đồng thời là cầu thủ trẻ nhất giành được giải thưởng này ở tuổi 21. Trong màu áo câu lạc bộ chủ quản Johor, Savagirasit ghi 47 bàn trong 101 trận ra sân trên mọi đấu trường của câu lạc bộ. Ngôi sao đang lên, Luqman Hakim cũng gia nhập câu lạc bộ Kokji tranh tài tại giải vô địch quốc gia Bỉ. Savagirasit là cầu thủ Malaysia thứ hai chuyển sang tham chiến tại giải đấu hàng đầu châu Âu. Câu lạc bộ Porti Monense hiện đứng vị trí thứ 15 tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha. Theo truyền thống thì các chân sút hàng đầu châu Á dùng Primera Liga làm bước đệm để tiến vào các mặt trận khác tốt hơn tại châu Âu. Savagirasit kỳ vọng là sẽ tạo ra ảnh hưởng tại câu lạc bộ này nhằm đề nghị gia hạn hợp đồng 1 năm ở mùa sau. Trước khi chính thức có buổi tập đầu tiên cùng đồng đội mới, Savagirasit đã phải trải qua một đợt cách ly bắt buộc 14 ngày để đề phòng Covid-19. Thầy cũ hết lời khen Công Phượng. Thầy ruột Gorachen nhấn mạnh là Công Phượng là mẫu cầu thủ 10 năm mới sản sinh một người, nhưng lứa đàn em U17 đang được chăm bẵm không hề kém cạnh. Công Phượng là mẫu cầu thủ 10 năm có một, huấn luyện viên của U17 Học viện Nutifood Gorachen cũng là thầy ruột của lứa Công Phượng Xuân Trường Tuấn Anh tại Học viện Bóng đá Hoàng Gia Lai và U19 Việt Nam nhận xét chắc nịch. Với mẫu cầu thủ đặc biệt như Công Phượng, không phải lúc nào bóng đá cũng sản sinh và đào tạo thành công. Công Phượng có khả năng gây đột biến đặc biệt trên sân, huấn luyện viên Gorachen nói. Công Phượng có khả năng solo từ ngoài vòng cấm để ghi bàn. Mẫu cầu thủ như vậy, bóng đá 10 năm mới sản sinh ra một. Dù vậy thì theo cựu thuyền trưởng U19 Việt Nam, lứa đàn em Công Phượng tại U17 Học viện Nutifood lại có khả năng đột biến theo hình thức khác. Tôi có nhiều học trò có thể gây đột biến như Khánh Duy, Trung Hiếu và đặc biệt là Hoàng Minh với những tình huống xuất phạt. Có điều khả năng gây đột biến của các cầu thủ trẻ là không phải lúc nào cũng thể hiện được, cần thêm thời gian mài giũa, huấn luyện viên Gorachen nói. Trong cú trình làng của U17 Học viện Nutifood giành danh hiệu Á quân đã vượt qua mục tiêu của đám trẻ do ông Trần Thanh Hải chăm bẵm đầu tư. Mục tiêu ban đầu của U17 Nutifood là lọt vào vòng chung kết và lọt vào bán kết, thậm chí cả đội đã xuất sắc góp mặt ở trận chung kết. Thành tích vừa rồi có chút buồn nhưng tôi tự hào vì các học trò của mình. Các em đã được đào tạo chất lượng, phát triển tốt để có thể đạt được những thành tích cao hơn nữa trong tương lai, ông Gorachen tự hào cho biết. Thừa nhận khi tái đấu U17 Sông Lam Nghệ An ở trận chung kết, U17 Nutifood có phần bị ngợp, căng cứng và thiếu tự tin bởi bầu không khí náo nhiệt do lượng cổ động viên xứ Nghệ tạo ra. Thầy Zoom cho rằng vấn đề này có thể khỏa lấp khi học trò có thêm nhiều kinh nghiệm trận mạc. Ông thầy người Pháp cho biết, thật sự cần có một sự chuẩn bị tâm lý thi đấu trước cho các em. Nếu được thì tôi đề xuất một chuyên gia tâm lý để chuẩn bị điều đó cho các em. Trong bóng đá, tâm lý của mỗi cá nhân là khác nhau. Có nhiều em lần đầu tiên tham gia vòng chung kết cũng như trận chung kết khiến cho các em căng thẳng. Việc này các em phải từ từ học hỏi và hoàn thiện dần. Sau khi giành ngôi Á quân U17 quốc gia, thầy trò ông Gorachen có một tháng để chuẩn bị cho cúp U17 quốc gia. Tuy nhiên với thực lực của gà nhà, ông thầy người Pháp tự tin là chất lượng của học trò đủ sức cạnh tranh ngang ngửa. Bởi như thất bại trước U17 Sông Lam Nghệ An ở trận chung kết, vấn đề tiếc nuối nhất của các học trò là không thể hiện đúng đẳng cấp. Với những gì mà đối thủ chúng tôi đã chạm trán,
Tôi đánh giá U17 của chúng tôi tốt hơn U17 VFF. Các đội trẻ của Viettel, câu lạc bộ nội có thể đang làm rất tốt, nhưng tôi không có nhiều thông tin bởi ít có cơ hội gặp gỡ. Nếu có điều kiện, tôi mong các đội bóng trẻ của mình được cọ sát nhiều hơn. Tương tự như lứa đàn anh Công Phượng, Xuân Trường, lứa cầu thủ hiện tại được rèn rũa bởi ông Rachen cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt lối đá fair play, tuyệt đối nói không với tiểu xảo trong bóng đá. Gần chục năm rèn rũa, lứa U17 Nutifood còn được trau dồi văn hóa kỹ lưỡng, trang bị song ngữ tiếng Anh và tiếng Pháp. Ngoài điểm chung trên, do được chống lưng bởi một công ty dinh dưỡng nên ngay ở khâu tuyển chọn đầu vào, học viện Nutifood đã tuyển một số học viên thiếu chiều cao nhưng thể lực kỹ thuật tốt, sau đó chăm sóc dùng các biện pháp tăng cường dinh dưỡng để phát triển thể trạng. Hiện một số các học viên khóa 1 đã phát triển tốt và cao trên 1m7. Văn Lâm nhận tin không vui sau sự cố nghiêm trọng. Thưa quý vị các bạn, trận đấu giữa Mông United và Port FC đã không thể diễn ra như dự kiến do sự cố nổ máy biến áp trước giờ bóng lăn. Ở vòng 8 Thai League, Văn Lâm và các đồng đội có chuyến làm khách khó khăn đến sân của Port FC. Trận đấu dự kiến diễn ra vào lúc 18 giờ nhưng bất ngờ không thể bắt đầu đúng thời gian quy định. Theo thông tin từ sân vận động thì đã có sự cố xảy ra với vấn đề kỹ thuật tại đây. Và sau 60 phút, theo quy định, ban tổ chức đã không thể tổ chức tiếp trận đấu nên đã bị hủy. Tuy nhiên, sự việc có vẻ nghiêm trọng hơn khi đội bóng này ra thông báo. Kính gửi tất cả người hâm mộ, do một vụ nổ và cháy biến áp ở sân vận động trước trận đấu ngày hôm nay và vì đảm bảo sự an toàn của người hâm mộ bóng đá cũng như các nhân viên làm việc tại sân, các nhà chức trách đã ra lệnh tạm hoãn trận đấu này. Ngày thi đấu sẽ được thông báo sớm nhất. Vé xem của trận đấu có thể sử dụng cho trận đấu đá lại giữa hai đội, nhưng nếu người hâm mộ muốn hoa lại vé, câu lạc bộ sẵn sàng giúp đỡ. Cảm ơn vì sự bất tiện này, trích thông báo của ban tổ chức trận đấu. Chưa rõ là ban tổ chức sẽ xử lý như thế nào với trận đấu này, bởi cách đây không lâu thì hôm 13 tháng 9, Port FC tiếp Polistero trên sân nhà. Khi trận đấu diễn ra đến phút 88 thì dàn đèn trên sân vụt tắt và các cầu thủ không thể thi đấu tiếp. Nguyên nhân cũng đến từ máy biến áp của sân. Sau đó ban tổ chức đã phạt câu lạc bộ Port FC 50.000 bạt và xử thua 0-3 dù thời điểm trận đấu diễn ra đang tỷ số là 1-1. Vụ việc lần này một lần nữa làm hình ảnh bóng đá Thái Lan tệ đi trong mắt cộng đồng bóng đá quốc tế. Và đội chủ sân PAT Stadium chắc chắn sẽ phải nghiêm túc xem lại vấn đề đã xảy ra nhiều lần như thế này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin này của chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để đón nghe những tin tức bóng đá mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.